lãnh đạo huyện Lập Thạch đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại công ty trách nhiệm hạn Lợi Tín và một số địa phương trên địa bàn huyện. Lãnh đạo huyện Lập Thạch đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn Lợi Tín thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống bão số 3, có các phương án chẳng chống, gia cố nhà xưởng, đảm bảo an toàn sản xuất. Công ty thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến của bão số 3, chủ động phương án sản xuất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và tài sản của công ty. Kiểm tra tại các xã Tử Du, Ban Sản, Liên Hòa, Liễn Sơn và một số địa điểm xung yếu, lãnh đạo huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, hậu cần theo đúng phương châm 4 tại chỗ, bố trí lực lượng ứng trực, có sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, không để bị động bất ngờ khi sự cố xảy ra. Thực hiện ứng trực 24/24 giờ tại 100% cơ quan, đơn vị để kịp thời chỉ đạo, xử lý hiệu quả ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản do bão số 3 gây ra.